chúng tôi không bán bảo hiểm. Chúng tôi bán tương lai ngày mai, chứ không phải bán hôm nay. Chúng tôi bán sự bình yên trong tâm hồn, sự thanh thản trong cõi lòng mỗi con người, để không còn nỗi sợ hãi và cảnh túng thiếu nữa. Chúng tôi bán sự đảm bảo cho tình yêu và trách nhiệm đối với gia đình, cho quyền sở hữu tài sản, tiền bạc. Chúng tôi bán cách thức để em thơ có áo mới nhân ngày khai trường, có nến lung linh và bánh gato trong tiệc sinh nhật. Chúng tôi bán những hy vọng, những ước mơ, những lời nguyện cầu về một cuộc sống tốt đẹp. Bảo hiểm chỉ là phương tiện, là công cụ để chúng tôi thực hiện sứ mệnh cao cả của mình trong một nghề nghiệp đầy tình nhân bản.